Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Top Car VN. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe Mitsubishi Actra, chiếc xe sedan trong phân khúc cỡ B giá rẻ của bên nhà Mitsubishi. Mà trong cái video ngày hôm nay, ngày mùng 3 tháng 8 năm 2023, đến buổi chiều ngày hôm nay thì mình mới cập nhật được chính sách giá bán trong dịp đầu tháng mới này của tất cả những dòng xe bên phía Mitsubishi, trong đó có chiếc xe Actra, một chiếc xe mà hiện tại đang là nhập khẩu tại Thái Lan. Với cái dòng xe Actra này thì về thông tin cơ bản, giá tháng mới này thì giảm sâu hơn rất nhiều so với tháng 7 vừa qua anh chị ạ. Giảm sâu hơn rất nhiều về tiền mặt luôn đấy nhá. Đây là một chiếc xe mà hiện tại ở trong phân khúc thì đang cạnh tranh với cả Kia Soluto. Trong cùng tầm tiền thì có thể cạnh tranh luôn cả với những dòng xe ví dụ như là i10 hay là Kia Morning hay là Toyota Wigo luôn anh chị ạ. Actra thì đang có tổng cộng là 3 sự lựa chọn, một phiên bản số sàn và hai phiên bản số tự động. Thời điểm trước thì rất nhiều khách hàng chúng ta quan tâm về chiếc xe này. Tuy nhiên thì trong tháng 7 vừa qua thì mình thấy là chương trình khuyến mại ở mức bình thường, nhưng mà sang tháng 8 này thì giảm rất sâu, giảm sâu hơn rất nhiều so với thời điểm trước rồi. Vậy thì cụ thể từng phiên bản thay đổi khuyến mại, quà tặng lăn bánh như thế nào thì mình xin phép cập nhật như sau. Đầu tiên là Mitsubishi Actra phiên bản số sàn, một cái phiên bản được định hình kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ. Ưu điểm của chiếc xe này đó là cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Ngoài ra thì đây là một chiếc xe phân khúc cỡ B, rộng rãi, thoải mái anh chị ạ. Với mức giá niêm yết là 380 triệu đồng. Với những anh chị khách hàng nào ở khu vực miền Bắc này, ở tỉnh, ở Hà Nội, đại lý hiện tại bán với có mức giá bán hiện tại nhé, tháng 8 nhé, là 321 triệu đồng, giảm lên tới 60 triệu dành cho quý chị các bạn. Mình nhớ thời điểm của tháng trước đâu đó bán có 340 đúng không ạ, 340 giảm 40 triệu, nhưng mà sang cái thời điểm của tháng mới này giảm tới 60 triệu cho số sàn của Actra, giá bán xe có 321 triệu đồng thôi anh chị ạ. Anh chị nào ở khách hàng ở trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại giá bán là 339 triệu anh chị nhá, nó cao hơn một chút. Với cái mức giá này thì số sàn này lăn bánh ở tỉnh mình có cập nhật là 365 triệu đồng, ở Hà Nội là 389 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 400 triệu đồng tròn anh chị ạ. Ở tỉnh là 365, ở Hà Nội là 389 và thành phố Hồ Chí Minh là 400 triệu với Actra số sàn. Một chiếc xe mà rộng rãi, thoải mái, tiết kiệm nhiên liệu, giá bán có 321 triệu đồng, chạy công việc thì bản này có lẽ là một cái sự lựa chọn rất ổn luôn. Trả góp của Actra số sàn thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 106 triệu, Hà Nội tối thiểu sẽ là 134 triệu và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 126 triệu đồng anh chị ạ. Ở tỉnh là 106, Hà Nội là 134 và thành phố Hồ Chí Minh là 126 triệu theo phương án trả góp để lấy cái số sàn này về nhà, số tiền tối thiểu phải chuẩn bị anh chị nhá. Đó là số sàn. Tiếp theo đó là Mitsubishi Actra CVT, bản số tự động, bản thường của cái dòng xe Actra này. Bản này tháng 8 cũng thay đổi khuyến mại rất nhiều luôn, với mức giá niêm yết là 465 triệu đồng. Mình nhớ đâu đó thời điểm của cái tháng 7 giá bán là 433 triệu, nhưng mà sang cái tháng mới này giá bán còn 405 triệu đồng thôi anh chị ạ. Giá bán bây giờ tháng mới còn 405 thôi, đấy là giá xe không nhá, là mang xe và hồ sơ về nhà. Thế còn anh chị nào khách hàng ở khu vực miền Nam thì đâu đó giá bán đại lý đang bán là 419 triệu đồng anh chị ạ. Giảm đâu đó cũng đến 60 triệu đúng không ạ? Có thể nói là giảm hơn 100% lệ phí trước bạ rồi. Vậy thì với mức giá này, lăn bánh ở tỉnh sẽ là 458 triệu, ở Hà Nội là 484 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 488 triệu đồng anh chị nhá. Ở tỉnh là 458, ở Hà Nội là 484 và thành phố Hồ Chí Minh là 488 theo phương án trả thẳng. Ngoài ra đại lý vẫn có tặng phụ kiện nhá, vẫn có tặng dán kính, vẫn có tặng trải sàn, vẫn có tặng camera hành trình. Đây là ba cái phụ kiện rất là cơ bản cho một chiếc xe mới khi mà lăn bánh xuống đường. Trả góp của bản CVT bản thường này ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 135 triệu, Hà Nội tối thiểu sẽ là 160 triệu và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 155 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 135, Hà Nội là 160 và thành phố Hồ Chí Minh là 155 theo phương án trả góp của Actra CVT số tự động phiên bản thường. Sự lựa chọn tiếp theo đó là Mitsubishi Actra phiên bản Premium, phiên bản cao cấp nhất, bản đắt tiền nhất của cái dòng xe Actra này. Tại thời điểm tháng 8 này thì bản Premium này cũng giảm sâu hơn rất nhiều so với thời điểm trước rồi, với mức giá niêm yết của xe là 490 triệu đồng.
Thời điểm tháng 7, nếu anh chị chúng ta theo dõi trên Topka VN thì đâu đó bán là 440 triệu. Nhưng bây giờ nhé, bán là 427 triệu đồng thôi. 427 triệu với Astra CVT Premium. Anh chị nào khách hàng ở thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại đang bán là 439 triệu anh chị nhá. Với cái mức giá này thì mình có cập nhật lăn bánh ở tỉnh của nó là 483 triệu. Ở Hà Nội là 509 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 511 triệu đồng anh chị ạ. Ở tỉnh là 483, Hà Nội là 509 và thành phố Hồ Chí Minh là 511 triệu đồng. Giá lăn niêm yết là 490, lăn bánh ở tỉnh có 483 thì có phải là giảm hơn 100% lệ phí trước bạ cho cái chiếc xe nhập khẩu tại Thái Lan này, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, không gian nội thất bên trong thì rất là rộng rãi thoải mái, đúng không ạ? Vậy thì nếu anh chị chúng ta quan tâm về Mitsubishi Actra này, tại video này là mình cập nhật tất cả các phiên bản đều là xe sản xuất năm 2023 anh chị nhé, đều là xe 2023 luôn. Nếu anh chị chúng ta có nhu cầu xem xe trực tiếp lái thử về chiếc xe giá rẻ phân khúc cỡ B này, hãy cứ gọi theo cái số like ở ngay bên dưới góc trái màn hình này. Miền Bắc thì nhờ quý chị bạn hãy gọi hotline ở miền Bắc. Miền Nam thì nhờ quý chị bạn hãy gọi hotline ở miền Nam. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau của Topka VN. Hãy nhớ đừng quên nhấn like và nhấn đăng ký kênh. Khi có thay đổi nào về giá thì Topka VN sẽ là luôn cập nhật ngay và luôn. Xin chào ạ.